Chín cá anh em ơi. Nãy dữ à. Có không? Có một khởi. Ủa sao dịch dữ ta? Đây. Chín kia. Có con khỉ. Má giật mẹ có ăn này mẹ mẹ. Cái này là Nghĩa phát xin nha anh em. Cái này bên kênh YouTube Nghĩa phát xin chiên về bến cỏ. Bữa nay anh ta lên toàn là cá gớt. Cá gớt không phải là cá sát nữa mà là cá gớt, gớt cá. Ừ. Rồi lên cá mè nha anh em. Mè mới lên cá mè nha anh em. Ôi ôi con cá mè. Cá mè mà sáng giờ. Lên con cá mè mà nghe mới cười giống y như là trúng số vậy anh em. Sáng giờ anh em ơi. À, cái đam mê câu cá là nó vậy á. À, cá bự cá nhỏ không biết mà lên được cá là vui à, mừng rồi. Đó. Cái anh này á, ảnh chưa có vợ nha. Ai ai mà chưa có chồng thì kiếm ảnh nha. Liên hệ với mình đi, mình chỉ cho. Nha anh em. Ôi 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 ôi. Rồi một cần một con cần con nha anh em, quá dữ rồi. Cần con anh em cá anh em cá chốt cá chốt cá xác chứ cá xác cá chốt luôn luôn rồi, không có xác cá nào luôn. Hai con đu cá xác nha anh em. Bến cỏ Củ Chi tóc hùi qua cá dính gốc luôn, mà gốc là gốc con cá. Quay coi quay coi. Rồi thẻo này mấy lưỡi? 10 lưỡi 6 lưỡi 6 lưỡi mà dính ba con nha anh em, quá dữ. Cá sát không? Dính hai tầng không? Mồi chủ đạo là mồi trùng. Hôm nay cá sát nhiều lắm lắm lắm. Đến hàng anh em ơi. Rồi sáng giờ cá sát không à? Cá sát không à? Mồi chủ đạo là trùng. Ở bến cỏ Củ Chi. Thằng em trai này lên cá sát nữa nha anh em. Bến cỏ bữa mùa này là mùa cá sát nha. Mồi chủ đạo là mồi trùng. Rồi ông anh này lên con cá mè nha. Từ sáng giờ luôn ổng mới lên được con á, còn mấy ông kia là lên toàn cá sát không à? Chưa tới giờ. Chưa tới giờ hả? Đến đây mấy giờ cá ăn anh? Gớt gớt gớt. Hên quá. Mẹ anh em ơi. Đó anh em thấy gì không? Bây giờ là thời buổi giờ không có cần câu nữa. Lẹ Nghĩa ơi, nó nhảy xuống nước Nghĩa ơi. Bây giờ là thời buổi không câu nữa, cá lên bờ rồi, nước cạn cá lên bờ. Cá cũng bự nhỏ như mày. Cá em mới cá vô lại. Măng tiếp, măng tiếp. Chụp chụp chụp. Giờ chụp cá mày. Ừ, con cá nhím sình đi gớm. Trời ơi, cá này mà bữa nãy có vợt vớt nó ngon ha. Cá ta má. Cá trà con. Lấm lấm lấm. Ba chú anh em ơi. Cá dứa à? Cá dứa nha anh em. Ủa. Cá dứa này không biết bằng bằng cổ tay ấy. Bên này mới lần cá dứa nha. Cùng tay. Lấm nha anh em. Cá dứa bến cỏ nha anh em. Cá sát nha anh em. Cá dứa với cá sát là giống nhau nha. Anh nhìn đây, cá dứa không riêng tên là riêng mà. Lẩm lẩm anh em ơi. Ừ. Cá gì vậy? Cá gì vậy? Cá mè, cá mè. Bự không? Bự không? Cá bốn ngón tay à. Ừ. Ờ, quá dữ luôn. Bắt cái mè tiếp nè anh em. Ờ, có mè lên bờ á. Cá mè sạch sữa. Tinh trùng quá. Mè ơi. Sát. Bạn này
cá được có đúng lạng luôn á anh em. Đúng lạng luôn. Cá bay lên luôn anh em ơi. Giật cá bay lên luôn. Cá hôn lạng là đúng, là đúng là cá đúng lạng, một lạng luôn á. Nửa lạng, tôi cao ngoài tôi quay qua chứ nào. Chín cá anh em ơi. Nãy dữ à. Có không? Có một khởi. Ủa sao dịch dữ bà? Đây. Có con khỉ. Má giật mẹ cá ăn này mẹ mẹ. Quay cái clip chính cá mẹ nữa. Trời ơi cá mẹ con cái xác luôn. Rồi, lên một cặp luôn. Mè sát luôn nha anh em. Hello tất cả anh em nha. Chào anh em đến với kênh YouTube Thông Vlog nha. Hôm nay con nguyên ngày ở Bến Cỏ, Củ Chi. Giờ mình chiều rồi. Giờ mấy anh em mình cũng cần đi về. Cái gì hẹn gặp lại những clip tiếp theo nha. Bye bye.